sống với, vì ngay khi vào đời, con người đã sống với nhau, sống với những người khác đang sống cùng thời đại. Bởi không ai có thể sống một mình tách biệt, đơn độc mà không cần đến người khác để tồn tại và phát triển. Vì con người là sinh vật xã hội có nhu cầu sống chung, ở cùng. Nhưng sống chung, ở cùng chưa hẳn đã là sống với. Bởi sống với không chỉ là chung nhà cùng xóm, chung mâm cùng bàn, chung đường cùng ngõ, mà còn là chung lời chung tiếng, cùng một tấm lòng, chung nhịp đập của cùng một trái tim tình người. Thực tế chứng minh điều trên, khi ở cùng nhà mà như người xa lạ, của cặp vợ chồng những ngày sát bờ vực thẳm đổ vỡ, chia tay. Họ tuy chung mái nhà, cùng một tổ ấm, nhưng không còn sống với khi trái tim im lìm, căng thẳng, lạnh lùng, xa vắng, hờ hững, dửng dưng. Bà con láng giềng cùng xóm, nhưng thực tế vẫn trăm năm cô đơn, hoang vắng, khi không ai nói với ai một lời, không ai rảnh rỗi chia sẻ buồn vui, nên có chung thôn, cùng xóm, chung đường, cùng ngõ, người ta vẫn không sống với nhau, vì con tim còn e dè, khép kín, chưa thông thoáng, cởi mở. Bạn cùng lớp, cùng trường, cùng công ty, cùng xí nghiệp, tuy chung thầy, chung khóa, chung công tác, chung trách nhiệm, nhưng có khi mạnh ai nấy sống. Thấy nhau hàng ngày vẫn là người dân, mỗi người một góc nhỏ, mỗi người một góc trời, chưa một lần sống với. Như thế, sống với không chỉ là sống bên nhau, sống gần nhau, sống có nhau, nhưng trên hết và trước hết, phải là sống trong mối tương quan đích thực của lòng nhân ái, sống niềm vui gặp gỡ giữa hai con người có tình người cho nhau, sống hạnh phúc liên đới của hai tâm hồn vừa cho đi, vừa đón nhận, sống niềm thương nỗi nhớ của trái tim biết chạnh lòng và thương cảm, đồng cảm với nhau trong gian truân thử thách. Nói tóm lại, sống với hệ tạng ở tấm lòng người ta cho nhau, khi sống chung, sống cùng, sống bên nhau. Sống với chỉ xuất hiện khi sống có tình, và sống với chỉ thực sự là sống với khi lẽ sống là yêu thương. Sở dĩ người ta chỉ thực sự sống với nhau, trọn vẹn sống với nhau và sống với nhau hạnh phúc khi yêu thương nhau, bởi chỉ với tình yêu, người mới gặp được người, con người mới gặp được nhau. Bởi duy nhất tình yêu mới có khả năng đưa được người này vào cội nguồn và bản chất sâu xa của người kia. Chỉ tình người mới có sức biến cái khác dễ ghét, dễ sợ nơi người khác thành dễ thương, dễ yêu, dễ cưng của mình. Và chỉ với gặp gỡ trong nhiệm màu của tình yêu này, con người mới đạt được khát vọng thầm kín, sâu thẳm của đời mình là hạnh phúc yêu và được yêu. Bởi từ lẽ sống đến ý nghĩa cuộc sống và cùng đích của đời sống, tất cả đều được đan dệt, hình thành và chuyển nở với tình yêu và cho tình yêu. Vì tình yêu tiên thiên là lẽ sống, tình người sâu thẳm là nguồn sống, lòng nhân ái là sức sống mãnh liệt, và bác ái, vị tha cho đời người ý nghĩa cao đẹp. Chưa kể đến định mệnh đời đời của con người cũng sẽ được đánh giá, quyết định trên nền tảng và với thước đo tình yêu. Nên tháo gỡ tình yêu khỏi công việc, con người sẽ chỉ là một người máy trong một hãng sản xuất. Cởi bỏ trái tim ra khỏi sinh hoạt đời thường, đời sống con người sẽ buồn tẻ, vô vị, vô nghĩa. Lấy đi tình người khỏi mọi tình huống, hoàn cảnh, con người sẽ đánh mất chính mình và giá trị cuộc sống làm người. Bởi ra khỏi tình người, ở ngoài tình yêu, cắt bỏ trái tim, giết chết tâm hồn,
con người không còn điểm chung gặp gỡ, không còn khả thể gặp gỡ, không còn động cơ đi tìm gặp gỡ là bước trong thứ nhất và quan trọng nhất đi vào đời sống với. Là điểm chung để gặp gỡ, vì tình yêu là mẫu số chung mầu nhiệm của nhân loại. Khi ai cũng biết yêu, có khả năng yêu và hạnh phúc khi yêu và được yêu. Là điểm gặp gỡ tuyệt vời, vì tình yêu là ngôn ngữ chung của nhân loại để mọi người hiểu nhau khi mở lòng cho nhau và tận cùng chia sẻ, cảm thông khi trái tim được yêu thương nối kết. Vì thế, con người chỉ đạt được hạnh phúc đích thực và viên mãn khi gặp được người khác trong tình yêu. Người khác mà hằng ngày thấy mặt trong sở làm, ngay đầu ngõ, đối diện nhà, ở sát bên nhưng vẫn xa lạ, khô khan, lạc lẽo. Người khác tuy cùng vùng miền, cùng trình độ, cùng đẳng cấp, kể cả cùng là đồng chí, nhưng sao vẫn thấy xa xôi, nghi ngại, gượng ép người khác. Tuy đồng trang lứa, cùng hoàn cảnh, nhưng sao vẫn phải dè chừng, đề phòng, tự vệ người khác. Tôi hàng tùng, chán chú chán tôi, rơm rã nói cười trong cơn say lúy túy, nhưng sao vẫn sượng sùng, giữ kẻ. Quả thực, khi con người không gặp được nhau ở tình yêu, tình người, lòng nhân ái vị tha là điểm gặp cần thiết và bảo đảm, thì mãi mãi con người không thể hạnh phúc trong kiếp sống làm người. Chỉ vì kiếp sống ấy tiên thiên đã đòi tình yêu phải là lẽ sống, tình yêu mới đem lại hạnh phúc, giá trị, ý nghĩa đời người, và tình yêu mới thực là cùng đích của đời người. Nhưng thế nào là sống với khi để tình yêu, tình người, lòng nhân ái được tham chiếu, tham dự trong đời sống sinh hoạt của xã hội loài? Vì tình yêu đòi nhập cuộc, đòi đi vào con người sống động, đi vào đời người đang sống, đi vào từng đường gân thớ thịt của từng người. Nên tình yêu có những bước đi rất cụ thể, chính xác, thiết thực và kiên định. Bước thứ nhất của tình yêu trên hành trình sống với được cụ thể bằng tiên phong đến với người khác qua thái độ kính trọng, cảm thông và những lời chào thăm, chúc mừng, cảm ơn, xin lỗi xuất phát từ tấm lòng. Thực vậy, có lẽ vì hình dung tình yêu bao la, mông lung do quá vĩ đại, mà nhiều khi chúng ta đã bỏ lỡ những cơ hội cụ thể trong đời thường để gặp gỡ người chung quanh. Cũng có thể vì nhát gan, nên ta đã không dám liều mạng tiên phong, làm người thứ nhất, nở một nụ cười thân thiện, một lời chào thăm lịch sự, thân ái hay gửi đến người khác một tâm tình yêu mến, ngưỡng mộ. Với những việc làm cụ thể xuất phát từ tình người này, người người sẽ xích lại gần nhau hơn, đưa nhau về gặp gỡ đích thực là niềm vui của đời người được sống với. Bước thứ hai của tình yêu, trên đường tìm về gặp gỡ, phải thiết thực trên hai điểm nhấn: bao dung và quảng đại. Bao dung khi phải phân định, phán xét theo nguyên tắc không lấy tội nặng nhất, lỗi lớn nhất của người bị khiển trách làm chuẩn mực định lượng hình phạt, nhưng căn cứ vào lỗi nhẹ nhất, tội ít nặng hơn cả. Vì lòng bao dung cho phép hiểu rằng lỗi nặng, tội lớn chỉ là yếu đuối bất ngờ, sai phạm đột xuất, lầm lỗi nhất thời luôn đáng thứ tha. Quảng đại khi khen thưởng theo nguyên tắc chọn thành quả lớn nhất, đức tính nổi trội và công trình nhiều công sức hơn cả của đơn sự. Bước thứ ba, để tình yêu bền bỉ trước sóng gió là nhẫn nại, chịu đựng. Vì ai cũng là người khác đối với ta, nên không ai giống ta, cũng như không ai giống ai. Cái khác ở mỗi người tuy có làm cuộc sống thêm phong phú, đa diện, đa sắc, nhưng cũng là nguyên nhân gây nhiều trái ý, bực dọc, mâu thuẫn đối kháng và làm các tương quan, liên đới trở nên căng thẳng. Đối diện với thách đố này,
có người tìm cô tịch, thanh vắng để tránh đụng chạm. Có người chủ trương giữ khoảng cách và áp dụng chiến thuật không biết, không nghe, không thấy. Người khác xem tha nhân như thù địch và cẩn mật thủ thân, đề phòng dè dặt. Mọi người đều cho mình có lý khi chọn lựa. Vấn đề ở đây là hạnh phúc có đạt được trong những chọn lựa này hay không. Thực ra, sống với là nhu cầu tiềm tàng và âm ỉ thúc bách trong mỗi người. Nên khi không được thỏa mãn, con người không hạnh phúc vì phương án được chọn không phù hợp với đòi hỏi của nhu cầu. Chính vì sống với là nhu cầu thiết yếu của con người, và chỉ khi nhu cầu thiết yếu căn bản được đáp ứng, con người mới đạt hạnh phúc viên mãn. Nên bất cứ chủ trương, phương thức sống nào loại bỏ nhu cầu sống với sẽ đều thất bại và thất sách trong nỗ lực tìm kiếm hạnh phúc. Vẫn biết tình yêu để tồn tại trong tương quan giữa những con người nhiều khác biệt luôn đòi nhẫn nại chịu đựng. Nhưng sự nhẫn nại chịu đựng trong tình yêu không mang dáng dấp của hình phạt hay số phận nghiệt ngã, mà mang dấu ấn của tình yêu đích thực khi hy sinh chính mình cho người mình yêu. Bởi tình yêu không thể thiếu hy sinh, nếu không chỉ là thứ tình qua đêm, qua đường, bông đùa giả dối nào đó. Bước thứ tư của tình yêu dẫn đến hạnh phúc, sống với mọi người, là kiên định trong lòng biết ơn. Biết ơn là nét đẹp cao quý của người đạo đức, có nhân văn, là hoa thơm trái ngọt cho đời, là niềm hãnh diện chung của cả nhân loại. Nên chỉ người thiếu văn hóa mới vô ơn, chỉ người thiếu khôn ngoan mới vô ơn. Vì biết ơn là nguồn vui vô tận, khi biết mình được người khác yêu thương và nhớ đến. Bởi có yêu thương, người ơn mới làm ơn cho ta. Có được ở trong trái tim của người thi ân, ta mới nhận được ân sâu nghĩa nặng của họ. Và sau cùng, chỉ người vô đạo đức mới vô ơn. Vì biết ơn là nền tảng của lòng nhân ái, bổn phận đạo đức căn bản của con người. Người vô ơn không phải vì không biết ơn đã nhận, nhưng thường vì muốn xóa tên người biết quá khứ không như ý của mình. Cái quá khứ cần được giấu kín, ém nhèm, thay thế, sửa đổi, đánh bóng, mạ vàng. Khi thời đã đến, khi công danh đã đạt, bởi không mấy người thành công hôm nay còn muốn giữ lại quá khứ thất bại hôm qua. Bởi chẳng ai thành công, công thành danh toại lúc này lại tìm về hình ảnh nghèo hèn, túng bần, cơ cùng năm xưa. Bởi phần đông áo gấm về làng, vinh quy bái tổ, đều muốn xóa sạch cuốn phim kỷ niệm có hình ảnh cơ hàng thời ở trọ, phải nhờ cậy mọi người, phải nương náu đủ nơi, và tồn tại được là nhờ lòng tốt của nhiều người. Vì thế, các tâm lý của người chịu ơn rất phức tạp. Vừa biết mình mang ơn, vừa muốn quên ơn người, muốn quên vì sợ hơn vì ghét. Sợ quá khứ chịu ơn bị người ơn tiết lộ, sợ cái yếu, cái dở của thổ hàng vi bị thiên hạ xăm soi, coi thường. Chính cái sự vô lý này đã thúc đẩy người ta đi nhanh đến vô ơn và không ngại xóa tên người đã làm ơn cho mình. Bên cạnh đó là tính kiêu căng, thần tượng cá tôi cố hữu, để khi còn yếu thì nín thở qua sông, khi bần hàn thì khiêm nhu, hiền hậu để được giúp đỡ, nhưng khi vừa có lông có cánh là oan ác, huênh hoang. Ta làm nên tất cả là do ta, và ta đã chẳng nhờ ai để có hôm nay. Sau cùng, người vô ơn thường ru ngủ lương tâm mình bằng luận điệu ấu trĩ, với mục đích giảm thiểu đến mức tối đa giá trị của ơn nghĩa và lòng tốt của người thi ân, khi cho rằng không giúp mình, ông ta cũng giúp người khác, hoặc bà ta giúp mình để tạo ảnh hưởng uy tín cá nhân đó thôi. Để một khi lương tâm đã bị bùa mê thuốc lú, người vô ơn sẽ tự do và chân cháo phủ nhận tình yêu, lòng tốt của người ơn
đã dành riêng cho mình. Thực vậy, biết ơn là điều phải làm, là bổn phận không thể bỏ qua của người chịu ơn, mặc dù không người thi ân chân chính nào đòi được biết ơn, trả ơn, đền ơn hay đáp nghĩa. Trong câu chuyện ơn nghĩa, người làm ơn hầu hết quên ơn mình đã làm, có khi quên cả người mình đã làm ơn, để cho lòng được nhẹ, tâm được an, đôi tay được thông thoáng, hầu được tiếp tục mở rộng, thi ơn. Cũng trong câu chuyện ơn nghĩa, khác với người thi ơn, người thụ ơn phải biết ơn. Dù biết ơn không có nghĩa sẽ trả được ơn, nhưng vì là bổn phận đạo đức nên đã nhận ơn tất phải biết ơn đã nhận và đáp trả bằng tâm tình yêu mến thâm sâu. Trên đây là bốn bước cần thiết trên hành trình tìm hạnh phúc sống với. Những bước chân có khi nối tiếp, có khi đồng hành, đồng nhịp, tạo nên cuộc sống yêu thương hài hòa. Khi những con người khác chung nhau một điểm gặp dưới nhiều danh xưng khác nhau: tình yêu, tình người, lòng nhân ái. Ước gì thế giới loài người với đủ thứ mặt nạ, mặt chìm, mặt nổi, mặt trong, mặt ngoài, làm chúng ta mệt mỏi, chán chường, sợ hãi, hoang mang, sẽ biến thành thế giới rạng rỡ tình người trên từng khuôn mặt, tươi thắm nhân ái trên từng bờ môi, người sáng yêu thương trên từng khóe mắt, và mọi người nhận ra nhau qua dung nhan tuyệt vời của tình yêu đồng loại, gặp gỡ nhau ở điểm hẹn, bác ái, vị tha, và cùng nhau xây dựng nền văn minh tình yêu và sự sống để mọi người được hạnh phúc trong niềm vui gặp gỡ và sống với anh em mình.